Chào các bạn, hôm nay là sinh nhật của tôi, sinh nhật của YouTuber Đoàn Hồng Giang. Và rất vui các bạn, đây là bạn Đoàn Kinh Khe, Đoàn Kinh Quốc, Đoàn Kinh Luân, Dông Rider, Hồng Huy Trương. Vâng, hôm nay chúng tôi có mặt tại nhà hàng Tỉnh Nước ngày hôm nay và để kỷ niệm ngày lần sinh nhật của tôi năm nay thì tôi sẽ có cái game show nhỏ cho ba đứa con và một fan hâm mộ. Đây là vài câu hỏi mà tôi sẽ đặt ra để xem các bạn trẻ có thể trả lời hay không. Bạn nào cho tôi biết là năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Dạ, trả lời trước đi. Trả lời nhanh lên. Ai trả lời được trả lời lên. Đừng kéo dài thời gian. Năm nay tôi bao nhiêu tuổi? 59 à? Sai. 49. Ok, bạn luôn trả lời đúng. 49. 49. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 49. Tôi. Câu số 2. Ngày sinh của ba là ngày tháng năm sinh là ngày bao nhiêu? 18 tháng 5 1969. Bạn Kha đã trả lời chính xác. Câu số 3. Ba sinh ra ở đâu? Biên Hòa. Không phải, bên Biên Hòa bên Yên. Bên Hà Nội. Ba sinh ra ở đâu? Hưng Yên, Hà Nội. Hưng Yên là khác, Hà Nội là khác, hai nơi không liên quan đến nhau nha. Hưng Yên. Sai. Hà Nội là đúng nha. Hà Nội. Câu số 4. Tên đầy đủ của ba là gì? Đoàn Giang. Cái này chắc là nhờ YouTube rồi. Nhờ không có tên cha mẹ mình nên đồ đầy đủ là gì? Câu số 5. Và ba là tuổi con gì? Con gà con gọi là gì? Câu này hơi khó nha, câu này đòi hỏi kiến thức hơi bắt một chút. Là năm 1969 là năm sinh của ba, là năm con gà là năm, vậy thì năm đó gọi là cái gì? Dậu. Sao ý là năm gì dậu? Năm sinh là năm Tỷ Dậu nha. Năm Kỷ Dậu. À. Nó đọc mỏi tay quá. Hôm nay cũng là sinh nhật của Bách Giang, nhưng mà hôm nay cũng là ăn mừng hơn 200.000 subscribe trên YouTube của Đoàn Hồng Giang. Hiện giờ hiện tại ba đang làm việc ở đâu? Ở công ty Thanh Quyền Đỏ. Nhà báo hay quần tụng? Và soạn báo. Và câu số 9 là trường đại học của ba đã học, tên là trường gì? Đại học 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 không ai biết rồi. Cái gì kỹ thuật á? Rồi ba sư phạm kỹ thuật. Không gì sư phạm. Rồi cô số 10. Ba với mẹ là đám cưới lấy nhau năm nào? Chỉ nhớ là ngày 1 thôi. Năm nào? Trời ơi, nó không biết đám cưới năm nào luôn. Sau tiếng năm. Chị biết không? Đây là một cái trận vui nhỏ nhỏ.
để kiểm tra xem những đứa con của mình nó có hiểu, nó có biết được mình chút nào hay không. Trả lời trên đây, có biết không? Thấy không? Bé mày sinh năm nào mà cũng luôn hả trời? Có không? Lại sinh năm đó cưới năm đó luôn hả? Năm 2000 một tháng mấy năm 2000 hả? Rồi thế thì chúc của ba tên là gì? Câu số 12 muốn vào, muốn vào kênh YouTube của mình thì cách duy nhất là làm sao để vào kênh YouTube của mình nha. Nó lại còn nữa. Cách nhanh nhất để mà vào cái Hồng Giang. Bấm là Hồng Giang. Đó là tìm cái dương nấu lại tại Eon. Tại sẽ tìm ra được. Bên có một tiền hồi bấm Big Gear. Bấm Big Gear đại kinh quốc tìm Hồng Giang. Rồi, câu số 13. Kênh YouTube của Hồng Giang được xây dựng năm nào? Kênh YouTube của Hồng Giang là được năm nào? 2009. Chính xác. Đó là số nhiều. Kênh số 14. Lúc mà đạt 100.000 subscribe. Wow. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa các bạn ơi. Wow, một số rất là đẹp. Một phát với tôi. Chuẩn bị đi. Bây giờ chúng tôi ở trong nhà đây là lên rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu thôi. Ngày hôm nay kênh YouTube đã được bao nhiêu subscribe rồi? 203 7. Bao nhiêu? 203 203 ạ. Ok, chính xác.